Xin chào và rất vui được gặp lại các bác ở trên kênh youtube của Đồng hồ Quang Lâm Trong video của ngày hôm nay thì bên em có về trên tay được với các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu của Orange Star. Ở đây thì em có một con Orange Star Joker Một chiếc khá đẹp và phổ biến tại thời điểm hiện tại Con này thì nó sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ này và các cái giấy tờ liên quan đi kèm Hướng dẫn sử dụng đầy đủ hết Và em có một chiếc hàng chưa qua sử dụng Trên này chúng ta sẽ có cái mã để các bác trách tham chiếu đấy là rkav 0114e và giá bán lẻ đề xuất tại thị trường nội địa nhật cho chiếc này nó là 103.000 Yên à, giá bây giờ thì nó cũng khoảng 18 19 triệu cho một chiếc hàng mới như thế này à, với cái size mặt đường kính ở đây em đo được là size khoảng 41mm cái chiếc này nó dày khoảng tầm 12,2 và lắc tu lắc là khoảng tầm 48,9 À, sẽ hợp cho những anh em có cổ tay vừa và cổ tay nó hơi to một chút, khoảng tầm từ 16 trở lên thì chúng ta đeo sẽ rất đẹp và thoải mái. À mặt số của con này thì nó sẽ có cái màu uh, xanh ngọc lục bảo. Kim cọc của dòng này thì nó hoàn thiện rất tốt rồi. Có đầy đủ uh, dạ quang ở trên chân kim và trên các cái uh, đầu chấm ở 12 bộ cọc số thì đều có dạ quang để cho chúng ta có thể dễ dàng nhìn giờ vào ban đêm. Đó. Kim cọc thì rất là vuông thành sắc cạnh, vát cạnh sang các bên để tăng độ bắt sáng. À, các bạn sẽ có một cái đặc điểm quen thuộc của cái dòng này nó là một cái kim báo năng lượng ở trên góc 12 hai giờ à, bên 3 giờ thì sẽ là có logo của Orista còn ở à, dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có cái kim dây nhỏ second này à, và ở bên góc 9 giờ thì chúng ta sẽ có được là một cái ô cửa sổ lỗ tim và nó sẽ có một cái thiết kế tổng thể là skeleton hợp phần 1 phần ba cái mặt số này hình mặt của một chú hề các bạn nhé à, mặt cười dạ quang có đầy đủ để cho chúng ta có thể ban đêm có thể dễ nhìn được mặt kính trên này nó là kính sapphire nguyên khối phía bên hông thì sẽ có núm chỉnh giờ có logo của Orenstar còn đằng sau thì sẽ có một vài những cái thông số cơ bản à, như là Epson là công ty mẹ của Oren này bạn made in Japan máy F6 F4 à, water resistant 13 con này chống nước 100m và thân thép không gì kính sapphire à, bộ máy ở trên chiếc này nó sử dụng caliber F6 F4 thì các bác sẽ có tổng tất cả là 24 chân kính 21.600 tần số dao động và chiếc này nó là khoảng 50 giờ tích có tối đa có đầy đủ cả hỗ trợ cót tay và có cả dừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ đi kèm với chiếc đồng này các bác sẽ có một bộ dây thép đúc đặc đầu trên này nó là cỡ 21 và dưới khóa nó là cỡ 18 Đó, các bác có thể sang một bộ dây da cho chiếc này thì chơi cũng hoàn toàn là hợp lý em sẽ ướm thử ở trên cổ tay 17 à, với chiếc Orange Star Joker này thì nó sẽ hợp cho những anh em có cổ tay từ 16 trở lên thì chúng ta sẽ lên tay sẽ rất vừa và đẹp và hiện tại tay em đang là tay 17 Đó. thiết kế lộ máy chống nước 100m kính sapphire và bản nội địa nhật made in Japan hàng chưa qua sử dụng chiếc này hiện tại đang về giao lưu với các bác là 10 triệu 750 nghìn mã của nó là 8271 giá là 10 triệu 750 ,000. à, nếu như mà quan tâm yêu thích chiếc này thì chúng ta có thể truy cập ngay trực tiếp vào website đồng hồ quang lâm.com để đặt hàng với mã số là 8271 8271 và giá là 10 triệu 750 nghìn Ngoài ra thì còn có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số như là hotline 0834 này, 696699 hoặc là số 0915 559 hoặc là qua lên tay trực tiếp tại địa chỉ số 23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Và đồng hồ Quang Lâm nói thật giá thấp xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của ngày hôm nay và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.